cõi âm á, họ không tạo được ra đồ ăn thức uống được gì sư phụ? Tại bà ảnh đâu có Costco đâu, đâu có chợ gì. Chứ bà ảnh đâu có xài tiền đâu. Họ chỉ sống khi mình ban cho họ thôi. Tại vì họ đói là cái tưởng thức. Cái đầu óc mình á, con phải nên nhớ hiện giờ nè. Có những cái người ham ăn á, họ giàu có họ ham ăn. Cái bụng của họ đã no rồi, nhưng mà cái đầu của họ cứ tưởng món này món kia đó. Cho nên tại sao mấy đứa nít nó ăn hoài, nó ăn đến lúc là cái bao tử nó giãn ra, cái nó mập như thùng phi. Mỹ có những người bệnh là do cái đầu tưởng, thì ma nó cũng vậy á, gọi là tưởng tượng thức ăn. Chứ thật sự họ đâu có chết đói như kiểu người đời mình, họ chỉ bị cái bệnh tưởng tượng. Mà mình cũng đang, con người nó có bốn loại thức ăn nha: xúc thực, nghĩa là mình lấy đũa mình thức thực là mình gắp ăn, tưởng thực, ý thực, rồi xúc thực. Nó có bốn loại đó, mấy con nghiên cứu đi. Thì ngày xưa giống như Tào Tháo á, ổng gạt lính ổng, lúc mà đánh trận 50.000 quân đang khát nước, không có nước uống. Ông đó ông khôn đó, môn chính. Ông nói các đệ tử, các quân sĩ ở đằng trước có một cái vườn cam, chừng 5 cây số chúng ta sẽ có một cái vườn cam, mùa này xa trái lắm. Cái mấy chục ngàn quân ông đang gánh nước mà nghe nhịn cái là gì? Đã quá à, sung lên phải không? Đi cho lẹ nữa, chạy hoài không biết cái cam là thì lúc đó ông đã vượt qua cái nguy hiểm rồi, vào đến một cái nơi có nước rồi. Thì cái đó là gì? Là cái gì làm cho họ có sức mạnh? Tưởng thực như mai đó. Con người mình hiện giờ nè, ý tưởng của mình có bốn loại rằng: mình lấy đũa mình gắp, tưởng tượng và mơ ước ăn này ăn kia. Mấy cái đó cũng làm cho con người khổ lắm đó. Nên tại sao mình phải tu là vậy? Để mình diệt bớt. Nó cũng y như những người giàu, người ta không bao giờ đủ, biết đủ, có một muốn làm mười, họ cứ khổ hoài. Mấy con không tin, gặp mấy anh tỷ phú đâu kiểu mà ngồi nói chuyện vu vơ hổ đó. Một giây của họ là phải ngồi rất là siêu rệt, rất là tính toán quá. Điện thoại của họ là ai mà gọi vô nói chuyện mà không có vô đồng nào là họ chửi. Thế là cái đầu người ta căng vậy chứ, gặp quái như mấy người bạn. Mày làm gì mà ghê gớm vậy? Mà thật sự cái đó là do cái bad habit, cái thói quen xấu của họ. Làm việc lớn đâu có cần phải căng như cái trống đâu, cứ từ từ mình nghĩ cái đường hướng nó tốt là mình đã chấm tọa điểm là mình xong. Ma nó không có sạch tiền, ma nó chỉ biết nó láo và nó đi. Nó thấy mình ăn uống rồi nó hay ganh tị. Buổi chiều á, mình nhà mình hay gây lộn, mình trong lúc ăn cơm mình dễ gây lộn hơn là do mấy con ma nó ghen tức á, nó khiến cho vợ mình chửi mình hay là con mình làm gì đó, chén đũa ba dù là gì. Nhất là mấy cái bàn nhậu Việt Nam, nó còn thấy hai bàn nhậu bạn thân quá không, càng hồi xỉnh xỉnh lên là cầm hai cái dao lưỡi chết hoài dưới quê á, là do mấy con ma nó nhập vô. Bạn thân cỡ nào nữa mà má nhập vô tao đâu biết mày lại đâu. Tại vì thấy mày nãy nói chuyện sắp hàng với tao muốn ăn cái món đó mà tao không được ăn, mày ăn tao gánh tao tức tao lụi mày, tao nhập qua mày tao lấy tay tao lụi mày có đó.